Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 11. Thì hôm nay là cũng khá thời gian lâu rồi thầy chưa quay lại cái kiến thức của lớp 11. Thì hôm nay có một bạn hỏi thầy về kiến thức lớp 11. Thì thầy luôn tiện thầy cũng giảng lên video cho các em xem, không những bạn đó mà nhiều bạn khác nữa. Đương nhiên cái đề này thì ở mức độ cơ bản các em này. Đó, thì có nghĩa là những bài thiên về tham số và những phép biến đổi phức tạp thì nó không có ở đây. Thì bữa sau rằng thầy sẽ đăng lên phần về giới hạn các em này, mà về cái phần nâng cao là có nghĩa không phải lông sách nâng cao, mà cái phần bài tập nó có khó hơn đó, nó thiên về từ luận nhiều. Còn cái đề này hầu như là mẹ em giải theo kiểu Casio, thì hôm nay thầy sẽ giải cái đề này để luyện tập cho các em. Cũng lâu rồi, trong cái thời điểm mà dịch Covid các em cũng nghỉ nhiều đó, cũng chưa được đi học trên trường, cũng chưa được học thêm ở thầy à, và thầy cũng giảng video này để xem như là mình học ôn tập thêm cái mạng về live stream. Rồi bây giờ chúng ta đi qua cái đề nó như thế nào đây. Bây giờ các em bắt đầu nghe. Rồi bây giờ đây là cái phần live stream về giới hạn, cái phần cơ bản. Đã, bây giờ mẹ em nghiên cứu một cái đề về cái phần cơ bản như thế này. Đó. Thì trước khi nghiên cứu cái đề về phần cơ bản này ấy, thì thầy nói sơ qua mẹ em này, vì hôm nay hầu hết là thầy giải theo kiểu bấm máy nhanh cho các em. Cái phần trắc nghiệm là thầy sẽ giải cái phương pháp là nhanh nhất, có nghĩa là dùng cái phương pháp mà tính như vậy. Còn cái phần tự luận thì thầy buộc phải giải tự luận rồi, bởi vì đề này có cả phần cơ bản và phần tự luận. Thì bây giờ hôm nay mình giải những cái câu như câu 1 này, những câu phía sau mẹ, câu 2 rồi câu 3, câu 4, một loạt câu như thế này á. Thì thầy nói sơ qua để giải mà tính, thì thầy nói sơ qua mình cho các em một cái phần này, cho các em mẹ chặt cái phần này vào. Đây, thì thầy nói cái phương pháp bấm máy về Casio. Bây giờ thầy nói giải thích qua cho các em này. Thôi mà em không biết bấm máy thì bằng nào chưa biết thì mình bấm mình ghi vào này. Phương pháp Casio để xác định nhanh kết quả về giới hạn. Bây giờ thứ nhất, đây cái phương pháp bấm máy với Casio về giới hạn là như thế này. Thứ nhất là lim của dãy số. Dãy số là có nghĩa lim một cái gì mà có chữ n. Thì mẹ em nhớ chữ n có hai loại, một là n một chữ n một k, hai là chữ a một n. Ví dụ thầy nói chữ n một k là như thế này, lim mà có cái n mũ 3 rồi n căn n có nghĩa n mũ 1/2 đấy. Rồi hai n bình vân, đây là có chữ n mũ mấy đó. Thì mẹ em bấm nguyên cái hàm này, với chữ n là mẹ em nhập bởi chữ x, và mẹ em bấm chỉ cần bấm RLC cho x bằng 10/19 là được. Vì sao là 10/19? Thì đây là thầy lấy cái số kinh nghiệm là đúng nhất, nó áp dụng cho tất cả các loại máy tính. Và thứ hai, 10/19 này đại diện cho dương vô cùng, thì giới hạn có nghĩa ngầm hiểu là n tiến tới dương vô cùng đấy, em hiểu cái này. Còn chữ a mũ n thì mẹ em cũng nhập y đúc như vậy, nhớ là chữ a mũ n mẹ em làm dù 6 mũ n 2 mũ n vân vân. Thì mẹ em nhập nghĩ đúng như vậy, nhưng mà cho x bằng 10/2 thôi. Thầy ơi, vì sao không cho bằng 10/19? Vì mẹ em 10/19 thì máy nó lập trình bị lỗi, thành ra không được, chẳng có gì cả. Bây giờ thì kinh nghiệm mẹ em nhầm bấm 10/2. Thế nhưng một số máy có thể 10/1 đến 10/3. Thế nhé, cái số 10/1 đến 10/3 là có thể kinh nghiệm. Thế nhé, có thể có máy nó 10/2 lỗi thì mẹ em cho lên 10/1. Thế chứ mẹ em 10/1 mẹ em này. Đây là 10/1 thì. Đó là về giới hạn của dãy số, chỉ như vậy. Tất cả bài nào vậy mẹ em cứ bấm như vậy thầy. Rồi bây giờ giới hạn của hàm số, thầy nêu một loạt như thế này. Giới hạn của hàm số lim của bit khi tiến tới x0, ví dụ như thế này, lim của cái này khi tiến tới 2, thay vì từ luận là mẹ em liên hợp với mẹ em rút gọn vân vân với thể số. Còn mẹ em chỉ Casio là mẹ em bấm cái này ra cơ RLC cho x bằng x0, có nghĩa ví dụ tiến tới 2 thì mẹ em lấy số 2 cộng cho 10/9 nha. X0 cộng 10/9, ví dụ đây là số 2 thì mẹ em lấy 2 cộng 10/9 thì mẹ em sẽ thực hành, vì đây trắc nghiệm thầy bấm mà tính hết. Còn cái bài phần 3 là lim của bit khi tiến tới x0 trừ, có nghĩa trước đây khi mình học gọi là giới hạn bên trái đấy các em, hiểu chưa mẹ em? Mẹ em hiểu như vậy, nói chung là tiến tới với x0 trừ, ví dụ ở đây lim của n này khi tiến tới 2 trừ. Thì trong này thường có bài gọi dấu tuyệt đối hoặc là những bài có căn thức mà không xác định. Đó, dấu tuyệt đối của mẹ này. Thì mẹ em cũng bấm ý đúc như vậy, bấm cơ ALC cho bằng x0 trừ 10/9. Trừ 10/9 là giống như đại diện cho mẹ em cho số 2. Trừ 10/9 có nghĩa là nhỏ hơn số 2 đấy, mẹ em lấy một số gần bằng số 2 đó, được chưa mẹ em? Rồi đây trên đây x0 tiến tới x0 hoặc x0 tiến tới x0 cộng, mẹ em cũng làm như vậy hết cho thầy hết, được chưa? Zero hay zero cộng thì đều làm như vậy, còn zero trừ thì mẹ em lại dấu trừ. Rồi khi lim của bit khi tiến tới cộng vô cùng, ví dụ cái bài này khi tiến tới cộng vô cùng thì mẹ em nhập nguyên cái bài này, nhập nguyên cái hàm này, mẹ em ra bậc cơ ALC cho x bằng 10/19. Cái anh này giống như cái phần 1 trên này mình đã học, trên này mẹ em này. À, cái này giống cái trình một cái này, này cùng tiến tới 10/19 này, thế chưa? Thì anh này vậy khi tiến tới cộng vô cùng cũng ý đúc như vậy, cộng vô cùng mẹ em cũng nhập cái hàm số tiến tới 10/19.
Còn từ từ trưa vô cùng thì mình cùng nhập ý đúc cái hàm thuật dù đây thêm lại một bài phức tạp về trục căn bậc 3 chẳng hạn, nếu là liên hợp từ luân. Còn đây mình chỉ cần bấm Casio, bấm cái hàm này cho x bằng trừ 19 là ok. Được chưa? Bây giờ khi bấm Casio thì mình có chú ý thêm một cái là cái phần kết quả mình, nếu kết quả bằng số k nhân 10 mũ trừ n lớn, ví dụ thế nào kết quả 3 nhân 10 mũ trừ 12 hay là trừ 1,5 nhân 10 mũ trừ 40 đi, thì kết quả đó mình xem như là kết quả bằng 0. Được chưa? Mình sẽ như kết quả bằng 0. Nếu ra như vậy thì mình sẽ phải thực hành. Còn một số kết quả mà quá âm, ví dụ thế nói là âm 93799 rồi âm 666 như thế này, thì kết quả này mình xem như là âm vô cùng. Được chưa mình? Còn kết quả mà số quá dương, ví dụ thế nói mực k nhân 10 mũ n lớn, ví dụ là một số quá dương, k này là số dương mình, k là số dương hay có số dương đây đó, thì kết quả này mình xem như là dương vô cùng. Được chưa các em? Đó, ví dụ giống kết quả là 3 nhân 10 mũ 9 hay là kết quả 9376 như chẳng hạn này, thì kết quả này mình xem như là kết quả bằng dương vô cùng, và trường hợp đặc biệt khi mà em bấm máy tính. Được chưa? Còn hầu lại những cái kết quả ví dụ ra 5 hay là 2,4 là đều là kết quả cụ thể rồi, nhưng có một số trường hợp đặc biệt như kết quả này, đó là cái phần bấm máy về Casio. Được chưa mẹ em? Tất cả những bài về giải hạn chỉ như vậy thôi mẹ em, cố gắng chép vào ấy mẹ em, chép vào như thầy để mẹ em dễ nhớ, dễ vận dụng, dễ bấm máy. Được chưa các em? Rồi bây giờ chúng ta thực hành nghe, bây giờ mẹ em cùng thực hành với thầy ấy. Rồi ok, buổi học giải cái đề về giới hạn trong phần cơ bản hôm nay như các em như sau này. Rồi gồm những câu nào, vì sao thầy nói đề cơ bản, vì những câu này mức độ nó không khó mà em, hầu như bấm máy tính hoàn toàn. Câu 1 đây là về một cái giới hạn mà về có cái tham số, chọn A. Bài này thầy bấm máy tính cho các em luôn. Câu 2 cũng vậy, bấm máy tính đi. Câu 3 cũng giới hạn, đây dưới là một cộng là dạng bên phải này này. Câu 3 cũng là bấm máy tính luôn em. Câu 4 cũng vậy, thầy bấm máy tính hết cho em. Câu 5 là một hàm số liên tục, thì thầy sẽ nhắc lại về hàm số liên tục. Câu 6 là tổng dãy số, thầy nói sơ qua về đây là cấp số cộng, vì là 1 cộng 3 cộng 5 là cấp số cộng, nói sơ qua hay. Rồi, câu 6 là cùng vậy, bấm máy tính. Câu 7 cũng như vậy, giới hạn tại x bằng 2, thì chỉ thầy nhắc lại khi nào gọi là giới hạn tại x bằng 2. Câu 8 vậy, giới hạn bằng 0 thì bấm bằng 0 thì chọn thôi, đáng mến. Rồi, câu 9 cùng bấm máy tính, lim khi tiến tới 1. Câu 10 cũng là nếu bấm máy tính được ra kết quả đẹp, ví dụ 3 căn 5 thì thầy chọn, còn bấm máy tính không ra kết quả đẹp thì thầy là gì? Thầy dùng phương pháp từ luận. Sau đó những cái câu từ luận cho các em ôn tập. Được chưa các em? Đó, khi các em xem, mẹ em nhớ hay like, thì mẹ em nhớ like và đăng ký kênh các em nhé. Đăng ký kênh để thứ nhất là để giúp cho thầy cảm ơn tất cả em, là giúp cái kênh của thầy ngày một tiện. Thứ hai là tạo động lực để thầy ra càng ngày càng nhiều video cho nhu cầu cho các em. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu ngay. Rồi bây giờ cái bài thứ nhất mà em, câu 1 lim của cái anh này, lim của anh này, đây thầy tăng ra cho các em rõ được chứ mẹ em, hình như mẹ em cũng thấy rõ rồi hình. Lim của cái này khi x tiến tới số 1 và bằng 5, cái đó giá trị của a là như thế nào? Đây lim của x khi tiến tới x rô mẹ em này, khi tiến tới x rô mẹ em này, khi tiến tới zero thì mẹ em chỉ cần nhập cái hàm số đó từ ALC cho x bằng zero cộng 10 mũ trừ 9 thôi là được. Nhưng mẹ em thầy không làm từ luận ở đây, từ luận thì mẹ em sẽ có bài tập từ luận, còn thầy đây bài cách làm nhanh. Vì vậy thầy nhập cái này mẹ em này, thầy nhập nguyên cái hàm này để kia mẹ em, thầy nhập nguyên cái giới hạn này mà khi n tiến tới vô cùng là được. Thầy nhập này, căn của alpha x bình này cộng cho a là thầy giả sử đáp án a đi là trừ 14 mẹ em, 14 đây thầy nhập chữ a, đây thầy nhập a là lấy đáp án mẹ em, alpha x rồi cộng 5 rồi sau đó trừ alpha x. Bây giờ bấm cơ ALC cho x bằng x0, x bằng x0 cộng 10 mũ trừ 9, x0 là số mấy mẹ em, là số 1 mẹ em, cộng 1 cộng cho 10 mũ này, mũ này trừ 9 này, được chưa? Rồi mẹ em bấm vô bằng là xong, x0 cộng cho 10 mũ trừ 9 bấm vô bằng là xong, được chưa mẹ em? Bấm vô bằng, nó bảo lỗi là loại đi mẹ em, loại đáp án A đi được chưa mẹ em. Tương tự mẹ em chỉnh lại đáp án B, mẹ em lấy số mấy, trừ 30 cùng cơ ALC mặc định luôn, loại luôn mẹ em, loại đáp án B luôn. Rồi tiếp, đây là 30, nhập vô số 30, đây mẹ em nhập vô số 30 xóa đi, rồi cơ ALC cái ý đúng như vậy bằng 5 mẹ em đi, để kết quả này bằng mấy, bằng 5 và cho mẹ em 5 phải phân phân là 5 đi, thì mẹ em chọn đáp án C. Được chưa mẹ em? Vì vậy câu 1 là đáp án C. Thông tin mẹ em cho số trừ 14 thì cho mẹ số 14 mẹ em này, nhập 14 nó ra kết quả khác liền nè, 14 rồi cơ ALC mẹ em đúng như bằng, nó ra 3,7 là chung loại, phải không mẹ em? Và chúng thế chọn được đáp án C rồi thì mình lượt qua đáp án D. Rồi câu 2 thì chỉ việc câu 3 vân vân thì mẹ em bấm thoải mái rồi chứ nữa, phải chưa? Rồi bây giờ mẹ em bấm thử câu 2, câu 3
vân vân một loạt câu phía dưới thì xem được chưa mẹ. Rồi, okay. Bây giờ mẹ xem câu hai này, lim của cái này khi tiến tới một cộng phải không mẹ? Mẹ coi một cộng này, một cộng đây là bây giờ thầy có công thức đây, khi tiến tới zero cộng cũng vậy, mẹ cũng bấm cái này, cái ra là sẽ chạy zero cộng cho 11/9 được chưa mẹ? Vì vậy mẹ lấy một cộng này, bây giờ mẹ nhập này, đây mẹ nhập cái này, phân số này là -2 alpha x cộng cho 1, giải mẫu là alpha x trừ 1, rồi cứ A là C. Đây là chỉ tới 1 cộng thì mới 1 cộng cho 10 mũ trừ 9 hi, trừ 9 đồng ngoặc. Rồi bằng trừ một số quả trừ mẹ này, số là số quả ấm đấy mẹ. Thế mẹ chú ý kết quả. Kết quả đây mẹ, thầy không làm từ lòng ở đây hi. Đây mẹ kết quả này. Mẹ xem kết quả đây. Nếu kết quả ra một số quả âm, ví dụ trừ vân vân vân, rồi trừ sáu sáu nên là số quả âm, thì em xem kết quả là âm vô cùng. Thì vậy bài này mẹ em chọn đáp án là gì đấy mẹ? A là âm vô cùng. Ok được chưa mẹ em? Chỉ cần làm như vậy thôi, không cần làm nhiều ấy. Đó mẹ em chỉ cần làm như vậy. Còn nếu làm từ luận như thế này mẹ em thấy cái này là mẫu là bằng không mẹ em này. Nhưng mà vì là một là không cộng, mà thể số một lên đây là bằng -2 cộng một là số âm, âm trên không cộng là bằng hai số trái dấu là âm, mà ông một số đến không là bằng vô cùng, vì vậy gọi là âm vô cùng nếu là làm tự luận. Rồi tóm lại câu 2 này đáp án A. Ok chưa? Rồi. Rồi câu 3 cứ thế mà em bấm thôi. Khi tiền tới zero mà em xem lại cái bài trước là zero cộng 11/9 vắng mà em thành nhập luôn mà em câu 3 này là phân số này alpha x bình -4 alpha x. Mà em chú ý nghe những bài này thầy không làm tự luận, mà em nghe sĩ tự luận mà em sẽ có những bài tập phía dưới. Vì thầy làm phương pháp nhắn mà. Cứ A là C. 1 là mẹ em lấy 1 cộng cho 10 mũ trừ 9 ha. Đó như vậy đập số thôi mẹ em, trừ 9 nha, trừ 9. Đây. Rồi, bằng âm 2 luôn mẹ em, âm 2 đây đáp án D. Được chưa? Ok, bài này. À bài alpha x mũ 5 cộng cho 5 alpha x bình trừ alpha x cộng 7. Rồi cứ A là C. Khi tiến tới âm vô cùng, xem đây, âm vô cùng là cái gì đây? X tiến tới âm vô cùng thì mẹ em nhập cái hàm số đó, ở thì âm vô cùng mẹ em nhập hàm số đó cho x bằng -10/9 phải không mẹ em? -10/9 này bằng. Đây là một số quả âm, đây kết quả mà một cái số quả âm, ví dụ đây mẹ em, hay là số như thế này, cái số này số quả âm ấy, hay hoặc là một số âm nhân cho 10 mũ mấy đó, ví dụ bài này thì thầy ghi luôn mẹ em, thầy ghi bổ sung đây này, số âm nhân 10 mũ mấy này. Thì bạn này là sẵn số âm nhân 10 mũ mấy luôn. Quả âm hay là ví dụ số âm K nhân 10 mũ N lớn đi. Âm K nhân 10 mũ N lớn cũng là một số âm vô cùng. Vì vậy kết quả này là bằng âm vô cùng. Vì vậy đây là âm vô cùng. Âm vô cùng chọn đây. Còn về bài này có thể làm nhắn mẹ em, thì mẹ em chỉ cần căn cứ về số A đấy mẹ em. Và anh này A và anh này thì dấu âm vô cùng đây này. Nếu hai anh này cùng dấu thì dương vô cùng. Còn hai anh này trái dấu là dương vô cùng. Đây là số dương mà đây là dấu âm, thì đây là xem như âm vô cùng nếu làm phương pháp nhanh. Được chưa mẹ em? Rồi bây giờ qua câu 5. Bây giờ mình qua câu 5. Với câu 5 này, tìm để hàm số liên tục tại zero thì thầy có chú ý thế này mẹ, thì mình có chú ý. Thầy ghi đây luôn hay. Đó, hàm số y bằng fx liên tục tại zero thì khi và chỉ khi lim của fx khi tiến tới zero cộng bằng lim của fx khi tiến tới zero trừ và bằng zero. Đó là về tự luận. Còn cái này mẹ em chỉ cần đơn giản như thế này, mẹ em nhập cái này khi tiến tới hai cộng đấy mẹ em, hai lớn hay là hai cộng, có nghĩa mẹ em bấm cơ A lớn rồi C xem như tiến tới hai cộng đây cho x bằng hai cộng cho 10 mũ trừ trừ 9, rồi ra kết quả bằng gì đó. Còn này là mẹ em thể vô số mấy mẹ em, à sẽ số 2 vào đó cho x bằng bằng 2 thì cho ra được gì mẹ em, ra kết quả là gì đây, là thể x bằng 2 vào đây là 2a cộng cộng 1 ha, kết quả bằng cái kết quả thế này, kết quả trong này giờ chúng hỏi đi đó, để từ đây mẹ em suy ra được a. Ok chưa? Rồi bây giờ câu 5 như vậy, câu 5 là khi tiến tới lớn 2 là lớn 2 xem như 2 cộng các em này, đây lớn 2 là xem như 2 cộng, còn đây là nhỏ 2 là xem như 2 trừ và bằng 2. Nói chung là khi tiến tới 2 cộng là mẹ em cứ thể cái này tính kết quả này, 2 tiến tới 1/9 ra kết quả bao nhiêu đó, thể số 2 dưới này, hai kết quả này bằng nhau suy ra được a. Được chưa mẹ em? Rồi sẽ bấm này 2 cộng này này, bấm này phân số mẹ 2 alpha x bình
trừ 3 alpha x trừ 2, giải mẫu là alpha x trừ 2. Rồi cứ ALC cho x chuyển tới 2 cộng là 2 cộng cho 10 mũ mũ nữa em trừ 9 thì đúng không, bằng, nói chung là bằng 5 em, gần bằng 5 đấy, vì vậy anh này là bằng 5, kết quả đây bằng 5 em thì ghi ra 5. 2A bằng 5 suy ra 2A bằng 4, A bằng 2, như vậy thì đáp án B. Ok chưa các em? Rất dễ chứ nữa phải không? Rồi, qua câu 5. Lim cái anh này một, nói chung là số lẻ đấy em này, số lẻ đây. Và Lim, bây giờ nếu mà một giải liên tục có thể bấm máy tính được, còn anh nó ví dụ là lẻ mà ngăn cách này thì mà em làm cấp số cộng. Em chú ý giải cấp số cộng này. À, cấp số cộng đối với những 31 thì mình cũng thấy quen thôi. S mà bằng U1 cộng U2 cộng cộng UN thì mẹ có thể có công thức là bằng U1 cộng UN nhân với N trên 2. N trên 2 mẹ em. Anh này xem như là UN mẹ em đi. UN. Được chưa mẹ em? Thầy có thể giải nhanh chị được chưa mẹ em? Vì vậy anh này là xem như kết quả này. Vì vậy mẹ em suy ra thầy giải đây, thầy giải lên đây chị đúng không? Xem kết quả đây là mẹ em có luôn đây là đây kết quả đây mẹ em đi. Thì anh này bằng này, số đầu là số 1 này, còn số cuối là số cái này này. Phải mẹ, số đầu còn số cuối là 2N trừ 1 mà cộng 1 là bằng 2N. Nhân với anh này là từ 1 đến 2N trừ 1 là có N số mẹ, vì đây là đại diện thì một số bằng có thể chưa quen. Mẹ em nhớ nghe, từ 1 đến 2N trừ 1 là vì đây số lẻ, gọi là có N số, vì nhân cho N trên 2 số, N trên 2. Như vậy trên này là dưới này là bằng là giữ nguyên. Thì nói tổng lại đến đây là bằng N bin, dưới này là giữ nguyên. Thì về kết quả này xem như là bằng lim của N bin, dưới này là 2N nhân với 2N trừ 3. Bằng nào không biết thì làm máy tính, còn bạn nào làm nhanh thì đây có biết là kết quả là bằng 1/4 luôn. Thầy chọn đáp án C, nhưng mà thôi mình bấm đi. Được chưa mẹ em? Lim N mẹ em phân số alpha x bin, giải mẫu 2 alpha x rồi nhân cho 2 alpha x trừ 3 động ngoặc cứ ALC N, lim của N là cho N là cho x đây bằng 10 mũ 9. 10 mũ 9 nó kết quả chắc chắn bằng 1/4 hay 0.25 mẹ em là bằng 1/4 này. Thì cho mẹ em 0.25 bằng 1/4 cho đáp án C. Ok chưa các em? 0.25 đã chúng ta là đáp án C. Ok hay. Rồi. Rồi bây giờ mình qua câu 6, lim của này khi tiến tới là dương vô cùng đấy các em. Giống dấu dương vô cùng đây, tiến tới dương vô cùng. Bây giờ dương vô cùng thầy bấm như thế này, bấm dương vô cùng đây. Lim cái này khi tiến tới dương vô cùng mẹ này là thầy bấm này là căn của 2 alpha x bin trừ 3 alpha x cộng 4 trừ alpha x cứ ALC. Khi tiến tới dương vô cùng mẹ này, mẹ em hiểu này, đây khi tiến tới dương vô cùng cho x bằng 10 mũ 9 này. 10 mũ 9 được chứ mẹ. Rồi cho 10 mũ 9. Thầy cũng giải tự luận ở đây. Tự luận thì mẹ em sẽ gọi bắt đầu. Ra một cái số là quả dương. Thế là gọi là số quả dương này xem như dương vô cùng. Mẹ em nhớ. Như vậy anh này kết quả là số dương vô cùng. Đáp án B. Được chứ các em? Rồi đáp án B. Được chưa mẹ? Rồi hàm số qua câu 7. Hàm số nào trong các hàm số ở đây có giới hạn tại x bằng 2? Có giới hạn có nghĩa là sao mẹ? À, giới hạn bên trái bằng giới hạn bên phải gọi là có giới hạn. Được chưa em? Giới hạn bên trái bằng giới hạn bên phải gọi là có giới hạn. Rồi có nghĩa là gì mẹ em? Có nghĩa là lim của cái hàm số đó, lim của này x khi x tiến tới giới hạn bên trái là trừ 2 bằng lim của x khi x tiến tới 2 cộng mà bằng nhau thì suy ra là tròn. Vì họ gọi là có giới hạn, có nghĩa là bên tròn được thỏa mãn, có nghĩa dấu bằng. Còn nếu không có dấu bằng thì không thỏa mãn. Anh này là về anh này bằng nhau thì mình chọn ví dụ đa ba nên mẹ em bấm cái này. Thì hàm bên phải là mẹ em bấm cơ ALC cho x bằng 2 cộng cho 10 mũ trừ 9. Còn giờ bên trái là x bằng 2 trừ 10 mũ trừ 9. Nếu hai kết quả này bằng nhau thì chọn mà khác nhau loại, tương tự cái này. Đó. Đương nhiên những bài này thầy chạy loại anh F x loại lên này, B cũng thầy loại nhưng mà nếu mà anh kinh nghiệm mà em làm như thầy. Rồi bây giờ mẹ em thầy nhập này. Phân số này, một tên thầy nhập lại cho mẹ em, ship hit mẹ em, để ra dấu tuyệt đối được chưa? Mẹ em bấm alpha x cộng cho 1. Rồi cơ ALC mẹ em là 2
cộng cho 11 trừ 9 2 cộng cho 10 mũ mém trừ 9 bằng 0.3333. Mấy em xem như 1/3 đây, mấy em nhớ chưa? Nhớ chưa? Cộng 11 trừ 9 là được này. Bây giờ mấy em bấm cơ ALC 2 trừ cho 10 mũ trừ 9 bằng cùng. Ồ, thầy bấm lại cái cơ ALC 2 trừ cho 10 mũ trừ trừ 9 mấy em này. Đây 0.333 lại. Vì vậy là hai quả này phải giống nhau mấy em, vì vậy mình chọn về đáp án A hay 7 đáp án A. Được chưa các em? Đó. Được chưa? Tương tự như này, bài nào sau đây có giới hạn bằng 0 thì thôi thầy chú ý như thế này, khỏe. Một là mấy em cứ làm như vậy, giới hạn bằng 0 là lim bằng 0. Được chưa mấy em? Cùng bấm cái này. Dù thầy bấm luôn giới hạn bằng 0, hoặc là mấy em có chú ý nếu làm phương pháp nhanh mấy em này. Chú ý lim của q mũ n bằng 0 là khi q nhỏ hơn 1. Làm cái này cho dễ được, không mẹ em bấm cái này mà cái nào bằng 0 thì mình chọn. Rồi bạn sẽ thấy ngay đáp án này. Khỏe. Được chưa mẹ em? Vì cái số tuyệt đối này bằng 23 nhỏ 1, chọn ngay đáp án B. Là câu 8 thì làm phương pháp nhanh như vậy được chứ các em. Khỏi làm theo kiểu cá sô luôn, làm nhận biết nhanh. Rồi còn hai câu cuối cùng trong đặc niệm, sau đó mẹ em làm tự luận. Câu 9, lim cái này tiến tới 1, vậy mẹ em bấm máy thôi, toàn là bấm máy cả. Mẹ em thấy vì đây là đề cơ bản mà mẹ em. Một số trường ví dụ có thể hay ra cái dạng đề như thế này ấy. Và ít mũ 3. Tuy nhiên tiền nào nâng cao thì nó cũng có câu thế này cả, nhưng mà có thể nó ít hơn. Alpha x bình trừ 2 alpha x cộng 3. Cơ ALC 1 là có 1 cho cộng cho 10 mũ trừ 9 mét trừ 9 này. Đó bằng 0.1666 và 0.1666. Thì anh này là B đấy, có đáp án D này hay. Đây 0.1666666 đúng không, có phải anh này không? Anh này đang phải rồi, vì đây là trừ 0.2. Loại anh này loại, anh này loại. Đây 1/6 có phải như vậy không hay? 1/6. 0.166 đây, 66 đây, cái chỗ này là 66 đây mẹ. Thì cho đáp án C. Ok chưa mẹ? Rồi, câu 10. Câu 10 đây có dạng anh này nó muốn khống chế Casio. Thứ nhất là thầy bấm được xem ra cái đáp án nào này. Thầy giả sử thầy bấm mà tính này thầy cũng quan trọng. Nếu mà nếu số lẻ thì mẹ bấm làm một thử từ lần đi. Đây bấm thử mà tính này 2 alpha x bình trừ 6. Vậy mẫu là alpha x trừ căn 3. Rồi đây mẹ. Tiến tới căn 3 là cơ ALC. Tiến tới căn 3 là bấm căn 3. Rồi cộng cho 10 mũ trừ 9 đi. À ra cái này thôi lẹ thôi. Lại là mình dự đoán được mấy em. Thôi thầy làm từ luận với mấy em. Câu 10 làm từ luận mấy em này. Làm từ luận cũng đơn giản được chứ mấy em. Cũng phải thầy làm đây luôn mấy em này bằng lim của này. 2. Thầy nhóm ra đó x bình trừ 3. Trừ 3 mấy em này. 3 chính là căn 3 tất cả bình. Vậy mẫu là x trừ căn 3. Thế x tiến tới căn 3 vì làm từ luận nó cũng nhắn mấy em. Bằng lim của 2. A bình trừ B bình là bằng A trừ B nhân với A cộng B. Thế nên là x trừ căn 3. Bỏ đi, x tiến tới căn 3. Rồi mẹ em bằng lim của 2 nhân với x cộng căn 3. Khi x tiến tới căn 3. Rồi mẹ em thế vào là xong đi, bằng 2. Thế vô là căn 3 cộng căn 3 là bằng, đây là 2 căn 3. Nói tóm lại là bằng 4 căn 3. Phải chứ mẹ em? Mà đề họ cho là bằng gì? A căn B. Vì vậy suy ra được là A bằng 7 đó mẹ em. 4 và B bằng căn 3. Như vậy A cộng căn B là bằng mấy? À, B là bằng gì mà em? Bằng 3. Như vậy đây hỏi là A cộng B là bằng bao nhiêu? Như vậy A cộng B bằng 7 mà em? À, suy ra A cộng B bằng 7. Suy ra được đáp án gì cho mà em? B. Phải chưa? Đó là những bài theo kiểu Casio. Mà em thấy chưa? Mình làm rất nhanh thôi. Rồi bây giờ mình qua làm từ luận đi. Đây từ luận đó mà em. Đó đề là hoàn toàn không có gì cái tham số, nó rất đơn giản. Đây có thể xếp vô câu đề 15 phút cho những cái trường ra cơ bản. Thì cho mấy em, thì cái đề thứ nhất thầy ra một đề cơ bản như thế này để mấy em luyện tập lại, sau đó thầy ra một cái đề khác khi thầy rảnh thầy live stream cho các em một cái đề nâng cao. Rồi bây giờ mấy em qua giải từ luận những cái phần này. Ok. Rồi bài 1 mấy em, từ luận thầy giải bài 1. Đây lim của đa thức thì mấy em cố gắng tìm cách tách thành nhân tử, phải chứ mấy em? Thầy tách thành nhân tử mấy em lim này bằng luôn mấy em. X bình phương nhân là x trừ trừ 1, có nghĩa thay nhóm để lại được chứ mẹ. Trong này nhóm lại đổi dấu trừ cho x trừ 1 đổi dấu mẹ. Trên này là đây mẹ em nhóm lại
anh này mà em bấm ra có hai nghiệm là x bằng 1 và x bằng 2, mà em bấm ra như vậy mà em tách ra là bằng x trừ nghiệm thứ nhất là x trừ 1 nhân x trừ nghiệm thứ hai là x trừ 2, nếu có hệ số a này là mà em nhân a được này, nhưng đây hệ số 1 khỏi cần nhân, x tiến tới 1 rồi xong rồi mà em lim của x trừ 1 thế làm nhánh mà em bên này x bình trừ 1 kề nó giải mẫu là x trừ 1 trên x tiến tới x 2 khi tiến tới 1 vứt đi, mục đích là phương pháp tắt là bằng mà em vứt đi, bên này là x bình trừ 1 trên x trừ 2 khi tiến tới 1, mà em thế vô thôi, 1 bình trừ 1 trên 1 trừ 2 rồi tổng lại 0 trừ 1 là bằng 0, như vậy bài thứ nhất kết quả bằng 0, được chưa mẹ em? Rồi ok, qua bài thứ hai đã từ luôn mà làm rất nhanh là nó vòng phục thôi chưa tới nữa hay vừa nói vừa giảng mà làm như vậy. Tương tự câu thứ hai mà em, câu hai lim của đây thầy x của 4 thầy tắt ra là x bình tất cả bình trừ 1 dưới mẫu là x bình cộng 2 x trừ 3 khi tiến tới 1, trên này thầy tắt được thành nhân tử cái đã nói sau đã, đây là x tiến tới mém x bình a bình trừ b bình 1 chính là 1 bình, x bình trừ 1 nhân với x bình cộng 1 là một bài ghi một hàng thôi. Đây này mà em bấm ra hai nghiệm, một nghiệm bằng a b, một nghiệm bằng 1, một nghiệm bằng c a đây bằng trừ 3 phải không em, một nghiệm bằng 1, một nghiệm bằng c a đây, như vậy lấy x trừ nghiệm nhất là trừ 1 nhân x trừ nghiệm thứ hai là x cộng 3, hệ số a này là 1 rồi, như vậy là x tiến tới 1. Rồi mà em làm tiếp thêm bước nữa, tắt thăng đẳng thức tiếp với em, đây là x trừ 1 nhân với x cộng 1, mục đích của đa thức là mà em cố gắng phân thành nhân tử rồi mà em rút gọn đi là mẹ em thể số thôi, đó nó rất đơn giản như vậy, x tiến tới 1 vứt vứt. Bây giờ anh này bằng lim của ngang đó thầy làm, nếu làm từ luồng thầy thể làm Casio à, nếu mà làm nhắn thì thầy thể liền thì thôi thầy làm như thế này cho mẹ em mình biết cái bài bản các bước, rồi mẹ em thể vô là xong, bằng 1 cộng 1 này trên này là 1 bình cộng 1 này trên 1 cộng 3. Mẹ em có thể làm thử là bằng cái phương pháp Casio, thầy thử đồng nợ đây là 2 còn 2 là 4, 4 phần 4 là bằng 1, phải chứ mẹ em? Đó, mẹ em bấm máy thì có phải bằng 1 không? Thầy không làm bấm máy luôn. Nếu mẹ em bấm sai thì gì mẹ em? À, mẹ em thử lại được chưa các mẹ em? Sai mình thử lại được chưa? Ok này, bài 2 này đây, được chưa? 4 phần 4 này, thầy cho mẹ em rõ này, được chưa? Ok, bằng 1, được chưa các em? Rồi, bây giờ qua bài 3. Bài 3 khi lim mà trên này có căng thức thì mẹ em nhớ liên hợp, bởi vì nguyên tắc là mình thể vào nên chắc chắn nó bị bất định, nó ra không nên không các mẹ em. Cứ như vậy mà làm cho thầy. Nếu bài từ luận bài 3 lim của anh này thầy liên hợp thầy nhân cả tử mẫu cho cái anh này mà dấu cộng là x trừ 2 này, nhân cho cả tử mẫu cho anh đó là bằng x bình cộng 5, nhân liên hợp với cái này đã dấu trừ thì đây thành dấu cộng mẹ em, trên tử là cái này rồi mà nhân thêm một cái lượng nữa là x bình cộng 5 trừ 3 cộng 3 nữa thì đây là a trừ b nhân a cộng b là bằng a bình là mất căng đi, x bình cộng 5 trừ b bình là trừ 3 bình, đó thầy làm như vậy cho nhanh được cái mém hai. Rồi bằng lim của trên này là x bình mà trừ cho mấy mém, x bình trừ cho 5 cộng 5 trừ chỉ là bằng trừ 4, được là x bình trừ 4, dưới này là x trừ 2, mục đích của liên hợp để mém xuất hiện kỳ nhân tử chung để mém rút gọn những có gì hết này, 5 mém này được chưa, x tiến tới 2. Ở đây đây thầy thấy hàng thức cái đó là thêm bước rồi mém, lim của 4 là bằng 2 bình, vì vậy x trừ 2 nhân với x cộng 2, trên này là x trừ 2 nhân với căn của x bình cộng 5x cộng 3 khi tiến tới 2, vì kỳ vậy nên là bị dồi thành ra chữ nó hơi xấu sẽ bỏ đi. Rồi mẹ em thể số luôn, sau khi bỏ thầy ghi này, thầy ghi lại mẹ em này, thôi nhiều em là trình lại bài trong vợ là khi thầy của em không chấm điểm chẳng hạn, vì làm cậu quá xấu quá nhanh phải không. Rồi mẹ em thể số vô, thể vô đây 2 cộng 2 là bằng 4, thì sẽ nhắn đúng mẹ em đi. Thể vô đây là 4 cộng cho 10 là 14, em mẹ này, thế là 4 này, 4 cho 10 là 14, căn 14 cộng 3. Đây, giờ mẹ em xem cái bài này nó chính xác chưa, mà thật cái số nó xấu bằng mẹ em, kế nó. Đó, mẹ em dễ, thể vô như vậy thầy. Rồi tiếp theo, qua câu 4. Câu 4 như vậy mà em cũng tương tự như vậy, mình liên hợp với chứ mẹ em. Câu 4 mẹ em nhân liên hợp cho thầy. Rồi câu 4 mẹ em cũng nhân liền liên hợp bên này. Lim của chế mẫu thầy nhân liền liên hợp là căn của x cộng 5. Mẹ em nhớ là vì đấy thầy không làm thử lại mẹ em nghe. Vì vậy mẹ em cố khi mình làm mà để được điểm 10 giờ thì mẹ em làm mình nộp 3 chẳng hạn được điểm 10 á.
thì mẹ em nhớ làm xong là mẹ em phải lấy máy tính bấm thêm cái nữa xem kết quả này có đúng với kết quả máy tính chưa, nếu sai thì mẹ em nhớ giao lại. Cái chữ ba này em biết đúng với sai phải không mẹ em? Thầy bấm máy thầy biết mình đúng sai là thôi, vì mình có thời gian thầy bỏ qua luôn. Đây mẹ em a trừ b nhân a cộng b, đây trừ thì thầy mẹ em lấy nhiêu cộng mẹ này. Cái anh này nhân thêm một liều liên hợp nữa là căn x cộng 5 nhân với căn cộng cho căn 5 trừ x nhân cho a trừ b nhân a cộng b là bằng a bình trừ b bình. A bình là mất căn là x cộng 5 trừ b bình là 5 trừ x khi tiến tới số 0, rồi bằng lim của x cộng 5 nhân cái này là bằng 2 x, rồi giải mẫu là x nhân cái căn này là x cộng 5 cộng căn của 5 trừ x khi tiến tới 0, bỏ đi rồi và đem thế vào là xong. Lim của 2 trên. Những bài có căn thức này mà em không nhìn ra được thể đặt số ngay mà em phải bấm máy tính. Còn đây giả sử là tự lượng thì em cũng làm như vậy thôi. Thể không vô mà em đây là 2. Thế này không thể vô là bằng căn 5. Không vô căn 5 là 2 căn 5. Vì vậy là bằng 1 phần căn 5. Hay mà em ghi là bằng căn 5 trên 5 được thì làm sao được hết. Cũng được 10 điểm hết. Rồi, nhanh thế ha. Xong. Qua câu theo mà em, câu 5 ha. Qua câu 5 em cho câu 5 đây nè. Được chưa? Ok chưa? Rồi, câu 5 thầy dời đi qua bên này để mà em thấy rõ hơn. Được chưa mà em? Câu 5 mà em cũng nhân liệu liên hợp, nhưng mà liên hợp tính tử á. Liên của liên hợp cả từ mẫu thì nhân liệu liên hợp này. Thế này là căn của 1 cộng, còn x cộng cho 1. Bây giờ trừ này. Chỗ này cũng vậy, căn của 1 cộng x trừ 1 thì nhân với lượng căn 1 cộng x cộng 1. Đó là thầy không cần làm cái phép tính này, nhưng mà thôi thầy làm luôn. Khi tiến tới 0. Thế này bằng, mà em giữ nguyên cái đó thì x nhân với căn của 1 cộng x cộng 1. Là thầy làm được nhanh thôi. Nên mất căn là 1 cộng x. Mất căn trừ cho 1 bình khi tiến tới 0. Rồi. Anh này là bằng x, x khử x là hết thôi. Vì vậy bằng lim của là căn của 1 cộng x cộng 1 khi tiến tới 0. Mà em thể cho 0 vô là căn của 1 cộng 0 cộng 1 tổng là bằng 2. Được chưa mẹ em? Rồi qua câu 6 mẹ em cũng nhân liền liên hợp. Câu 6 mẹ em xem như bài toán đó là căn của x cộng 1 trừ căn x trên mẫu của mình là 1 đi mẹ. Được chưa mẹ em? Đó, 1. Được chưa? Làm nhiều cách nhưng mà thầy làm cách này dễ mẹ. Thầy làm cách đó được. Được chưa mẹ em? Rồi mẹ em nhân liền liên hợp vào. Đó. Bây giờ mình nhân liền liên hợp vào. Rồi nhân liền liên hợp bằng lim của khi nhân liền liên hợp dạy mẫu là căn của x cộng 1 cộng cho căn x chỉ mở trên này liên hợp là mất căn đi là x cộng 1 trừ cho x khi tiến tới cộng vốn vô cùng bằng lim của 1 trên căn x cộng 1 cộng căn x khi tiến tới cộng vô cùng. Ngang đó là mình biết một số trên vô cùng là bằng 0 rồi. Mà thôi thầy có thể mẹ em làm luôn. Mẹ em thể làm luôn mẹ đi. Là chia cả từ mẫu cho căn x. Chia từ mẫu cho căn x trên này là 1 phần căn x. Trên này chia từ mẫu cho căn x mẹ em ngang đó em có quyền ghi từ 0 mẹ. Được chưa? Nhưng mà thôi thầy làm như thế này. Chia căn x trên này căn 1 cộng 1 phần x cộng cho 1 cộng là bằng 1 khi tiến tới cộng vô cùng. Trên này một số đến 0 là bằng 0. Trên này là bằng căn của cái này cũng bằng 0 em. Vì vậy là bằng 1 cộng 1 nói chung là bằng 0 trên 2 bằng 0. Đó, được chưa mẹ? Rồi qua câu 7 tương tự như vậy. Câu 7. Câu 7 thầy lật qua bên này. Đó, xong rồi đây. Rất đơn giản. Đây là vì đề các bạn mà. Mẹ em đừng có chế đề dễ ý. Mẹ em bữa sau thầy sẽ có một cái đề nâng cao để mẹ em luyện những cái phần nâng cao. Một, nếu tư luận là mẹ em giải những bài biến đổi phức tạp hoặc là những bài họ đưa tham số vào. Bài này cũng vậy, xem như mẫu là bằng 1. Được chưa? Rồi mẹ em lim vô. Lim liên hợp của tự mẫu căn của x bình cộng x thế. Trên này mất căn là x bình cộng x trừ cho x bình. Vì mẫu là x tiến tới cộng vô cùng. Rồi sau đó mẹ em làm bằng lim của đây là x trên dùng vô cùng thành nhóm x ra ngoài luôn. Căn của là 1 cộng 1 phần x cộng cho x khi tiến tới dùng vô cùng. Rồi bằng thay rút gọn x đi mẹ. Là bên này 1 căn của 1 cộng 1 phần x rút gọn x là bằng 1 khi tiến tới cộng vô cùng. Khi tiến tới cộng vô cùng thì anh này bằng 0. Thì vì anh này là bằng 1 trên căn 1 cộng 1 là bằng 1 phần 2. Ok, mẹ em thấy giết cái đề mình giải trong vòng 1 xỉ thôi là xong bài toán. Được chưa? Rồi, được, hôm nay thầy kết thúc cái buổi học hôm nay ấy, là cho một số bạn mà có câu hỏi đến thầy là về giới hạn này. Bạn thỏa mãn được cái câu hỏi của mình ấy. Thứ hai là
một số bạn khác mà không phải cái đề này thì mẹ cũng luyện tập thêm cái phần cơ bản này, cái phần cơ bản này để em có kiến thức thêm. Thì buổi sau khi rảnh sau này mẹ em trở lại buổi học, thầy sẽ có lại thêm những cái buổi học nâng cao cho các em. Rồi chào tất cả các em đi, chúc tất cả các em học tốt. Khi xem nhớ like và đăng ký kênh các em nhé, like đăng ký kênh nhật đây. Rồi thầy cảm ơn tất cả các em. Rồi thầy cảm ơn tất cả các em. Rồi chúc tất cả các em học tốt nhé, nhớ like đăng ký đó, đăng ký kênh của thầy để ủng hộ giúp tập kênh của thầy ngang ngày phát triển, được chưa? Rồi cũng như là đem để nhu cầu học tập cho tất cả các em học sinh. Rồi thầy chào tất cả các em nghe.